Tình trạng của cậu ấy là chấn động não sau va đập điển hình, đau đầu ù tai, mất tính lực tạm thời, đều là biến chứng có thể xảy ra. Bác sĩ, bác sĩ vừa nói là tôi có thể mất thính lực sao? Bác sĩ Thẩm, bệnh của anh ấy có nặng không? Đừng lo, đừng lo. Hai người cứ mang thuốc được kê về trước. Bình thường chú ý ăn uống thanh đạm, chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Vậy bao lâu mới có thể khỏi? Nhanh thì một tuần, chậm thì khoảng mấy tháng. Này Tiểu Hứa, vì sao không để bố cháu xem thử? Không phải chú nói với bố cháu rồi chứ? Bây giờ anh có nghe được không? Hả? Em nói ấy. Bây giờ anh có nghe được em nói không? Có lúc nghe được, có lúc không nghe được. Hứa Nhiễm, mẹ, con bảo con đi. Việc lớn thế này, con lại không nói với mẹ và bố. Nếu không phải Dữ An bị chấn động não, thì bố mẹ đã bị con giấu. Chẳng phải con sợ bố mẹ lo sao? Dớ dẫn. Mà chỉ là chấn động não. Nếu bị nặng hơn, con giấu bố mẹ chậm trễ thì làm thế nào? Con tưởng đây là trò đùa sao? Con bảo con đi. Từ nhỏ tới lớn, con gây ra bao nhiêu rắc rối. Có lần nào không phải Dữ An giúp con xử lý không? Nó có thể xử lý giúp con cả đời à? Con biết lỗi rồi. Cô chú à, cô chú đừng trách Hứa Nhiễm nữa. Điều tại côn đồ hung ác tàn bạo, mà bản thân cháu lại lơ là cảnh giác. Cháu đấy, chỉ biết nó giúp nó. Cô không mắng nó, khi nào nó mới có thể lớn được? Bác sĩ Hứa, có bệnh nhân tìm. Được, tôi đến ngay. Hai đứa về trước đi. Dạ, đi đường cẩn thận đấy. Vâng. Lại bị mắng rồi. Bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa? Tay cậu không nghe được nữa à? Tôi giờ lại nghe được rồi. Cái gì? Giờ nghe được rồi à? Hả? Không phải cậu ấy đang đùa em đấy chứ? Anh ấy là vậy đấy. Có lúc nghe được, có lúc không nghe được. Bọn tôi về trước đây. Khi nào chị ra nước ngoài báo với bọn tôi một câu, bọn tôi tới tiễn chị. Ừ, đi thôi. Nghe thấy không? Lại nghe thấy rồi à? Rốt cuộc có nghe thấy không? Em đổ ít nước cho anh nha. Hứa Nhiễm, anh chỉ ù tai không phải điếc thật. Không cần phải nói to thế. Anh uống nước đi. Anh không khát. Em không phải lo cho anh. Cứ đi làm việc đi. Vậy em giúp anh làm việc khác nhé. Này, gì thế? Anh nghe thấy em bảo em sẽ chăm sóc anh, nên anh rất vui. Vậy anh cười cái gì? Anh nghĩ em không chăm sóc được anh à? Anh tin em sẽ chăm sóc anh chu đáo. Vậy còn tạm được. Được rồi, anh đi nấu cơm. Ừ. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng thế. Tôi có một món quà nhỏ tặng cho cô. Thật sao? Tất nhiên rồi. Cảm ơn. Biết rồi. Ây da, em biết rồi mà. Phương Diễn Hàn, quá ra là anh thật à? Sao anh lại ở đây? Anh đến đây uống cà phê. À, à phải rồi, lần trước quên đưa em cái này. Em còn tưởng là mất rồi chứ. Cảm ơn. Hứa Nhiễm, hả? Hôm đó em không bị thương chứ? Hôm đó à? Em không sao.
Vốn dĩ định mời anh ăn bữa cơm, nhưng không có thời gian. Lâm Dữ An thì sao? À, anh ấy ở nhà, cần em gọi anh ấy giúp anh không? Không cần, em giúp anh bảo với cậu ấy anh rất quan tâm tới việc hợp tác biểu diễn, hy vọng cậu ấy đừng như trạng thái hôm nay. Hợp tác biểu diễn? Ừ. Bác sĩ bảo anh ấy bị chấn động nhẹ, thính lực có vấn đề. Thính lực có vấn đề? Vâng. Ờ thì em đi trước nhé. Phương Diễn Hàn, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không? Không có gì. Được rồi, vậy em đi trước nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Lâm Dữ An, cậu ký gì thế? Cái gì? Cậu có thể không tôn trọng tôi, nhưng cậu phải tôn trọng cái đàn này. Nghe nói Lâm Dữ An có vấn đề về thính lực. Sao lại thế? Bảo rồi mà, hôm nay em chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nếu cần anh giúp thì cứ gọi anh. Anh yên tâm, em sẽ không gọi anh đâu. Anh cứ chờ đợi bữa sáng hoàn hảo của em đi. Hôm nay mình nhất định sẽ làm một bữa sáng hoàn hảo, để Lâm Dữ An phải bất ngờ và khen mình đảm đang, thông minh, dịu dàng, đáng yêu, tốt bụng. Ôi, mẹ ơi! Lâm Dữ An! Lâm Dữ An! Làm sao thế? Ôi trời ơi! Làm kiểu gì thế? Này, anh đề nghị sau này em hạn chế vào phòng bếp. Vì sao thế? Ngoài trông không được đẹp mắt, nhưng cũng không vấn đề gì mà. Không thì chúng ta lại ở đây ăn mì tôm mà. À, anh cũng nghĩ cho sự an toàn của chúng ta thôi. Được rồi, sau này anh nấu. Em không nấu nữa được chưa? Được, anh sẽ nấu cho em cả đời. Lâm Dữ An, em vẫn muốn nấu cơm cho anh. Vì sao thế? Bởi vì em cũng muốn nấu cơm cho anh cả đời. Hứa Nhiễm, anh thực sự muốn nói với em, bây giờ là khoảng thời gian anh vui vẻ nhất, cho dù anh vĩnh viễn không thể nghe được. Nhìn họ vô chưa kìa. Kìa, anh xem con gấu đáng yêu quá. Hả? Không đáng yêu à? Này, người đẹp, con gấu này mua đâu thế? Do lộ phía trước, rẽ phải là đến. Em làm gì thế? Anh kéo người ta làm gì? Này, chẳng phải mà con gấu này đẹp sao? Nè, làm sao thế? Có phải em giận rồi không? Em không giận. Vì sao em lại giận thế? Em bảo rồi em không giận. Rõ ràng em giận rồi. Vì sao em giận, anh không biết sao? Anh không biết. Hôm nay là ngày lễ gì? Hôm nay là lễ gì? Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ, anh độc thân là đáng đời. Anh đáng đời. Này, sao độc thân là đáng đời chứ? Đừng đi mà, chờ anh với. Thế nên trước khi bình phục, không thể đánh đàn nữa à? Chủ yếu bây giờ đánh đàn không có ý nghĩa gì. Hơn nữa âm lục quá cao sẽ ảnh hưởng tới tay tôi hồi phục.
Lâm Dữ An, mấy năm nay tôi luôn suy nghĩ, tôi làm trái mong muốn của gia đình, kiên trì chơi nhạc tới cùng rốt cuộc là vì cái gì? Chắc không phải là vì tôi chứ. Tài không tốt nhưng rất tự tin. Chỉ là lần này cậu nói đúng rồi. 3 năm trước tôi đã nói, cho dù thua tôi cũng chỉ thua trước cậu. Thế nên mau chóng khỏe lại, tôi chờ cậu. Đi thôi. Vì sao lại có loại sinh vật như trai thẳng? Vì sao chị phải quen trai thẳng chứ? Khổ quá mà. Hôm qua chị ra ngoài hẹn hò với anh ấy, chị nhìn thấy một cô gái ôm con gấu. Chị bảo, cha con gấu này đáng yêu quá. Anh ấy liền tóm lấy cô gái ấy. Vậy sao? Đúng vậy. Quá đáng thế à? Đúng vậy. Em bảo chị có thể không giận sao? Thế này chắc chắn phải giận. Mà đây vẫn chưa phải là điều bực nhất. Bực hơn nữa là anh ấy giống không biết mình sai ở đâu. Cứ hỏi chị vì sao em giận. Vì sao và vì sao? Càng hỏi chị càng bực. Chị thực sự cảm thấy anh ấy thẳng đùn đùn. Anh ấy giống không biết trong đầu anh ấy đang nghĩ gì. Rất giống Lục Thiếu Dũng. Em và Lâm Dữ An làm sao thế? Đừng nhắc đến nữa. Em giống không biết rốt cuộc bây giờ bọn em có quan hệ gì. Cái gì? Em không biết à? Thế là thế nào? Người tinh mắt đều có thể thấy là Lâm Dữ An rất thích em. Không thì làm sao anh ấy có thể vì em bị đánh đến động não chứ? Từ nhỏ anh ấy đã bảo vệ em. Có thể là quen rồi. Quen cái gì? Hai người rõ ràng là người yêu. Hai người nắm tay chưa? Nắm rồi. Vậy thì ôm chưa? Rồi. Còn hôn thì sao? Hai người đã hôn rồi. Em còn buồn rầu gì nữa? Nhưng anh ấy chưa từng nói với em là thích em, cũng chưa tỏ tình với em. Vậy em có gợi ý với anh ấy không? Em gợi ý rồi. Lâm Dữ An là tên ngốc, cứ như đầu gỗ. Vì sao vấn đề đơn giản như thế mà họ cũng không biết nhỉ? Hứa Nhiễm, chị dám khẳng định Lâm Dữ An thích em, em nhất định phải gợi ý anh ấy tỏ tình với em. Ai đấy? Lâm Dữ An. Hứa Nhiễm à, hôm nay mẹ và bố con phải làm thêm ở bệnh viện, sẽ về hơi muộn. Vâng, con biết rồi, con biết rồi. Xin lỗi nhé, chưa báo trước đã đến rồi. Tôi đã đến nhà cậu, thấy cậu không ở nhà, tôi nghĩ cậu có thể ở nhà của Hứa Nhiễm. Ừ, không sao. Thính lực cậu hồi phục thế nào rồi? Chưa ạ. À, việc nhỏ này mẹ đừng lo nữa. Không sao. Hả? Tôi bảo thính lực cậu chỗ này hồi phục thế nào rồi? Lúc được lúc không. Dân, dân dân, bố mẹ làm việc trước đi. Cho tình hình ổn định tôi sẽ quay lại. Nè ông Hứa. Hả? Dạo này tôi cảm thấy Hứa Nhiễm nhà chúng ta và Dữ An cứ lại lạ với nhau. Là chỗ nào? Không nói rõ được. Hôm nay con làm sao thế? Ăn cơm, bản mặt đẹp thế này. Sao không ăn đi? Làm gì thế? Chờ mẹ đấy. Ăn thôi ăn thôi. Mà ăn đi. Dạ. Ông bảo, có phải hai đứa nó có chuyện giấu chúng ta không? Không phải bà nghĩ là hai đứa nó. Không thể nào. Đừng nghĩ linh tinh. Lần trước chúng ta biểu diễn rất thành công. Tôi còn nghĩ khi nào mới lại có thể cùng cậu. Tôi rớt cho cậu cốc nước nhé. Ngại quá, nhà bọn tôi hết nước rồi. Tôi không khát.
Thực ra không cần nói to thế. Dù sao nói to mấy nấy cũng không nghe được. Chị có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi phiên dịch giúp chị, cho chị thấy sự ăn ý của chúng tôi. Được. Là thế này, vấn đề tai của cậu ấy, tôi có thể liên hệ với chuyên gia nước ngoài. Nói chung mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Cái gì? À. Không cần đâu. Bác sĩ bảo một thời gian nữa sẽ tự khỏi thôi. Lý giải đúng đấy. Cái quái quỷ gì thế này? À, vậy thì tốt rồi. Hứa Nhiễm, hàng ngày em chăm sóc cậu ấy thế này vất vả lắm nhỉ? Vất vả hay không, không cần một người ngoài như chị quan tâm. Gì thế? Không vất vả. Nên làm mà. Thật ra tôi rất hâm mộ hai người. Cùng lớn lên từ nhỏ, bây giờ quan hệ còn có thể tốt thế này. Hả? Không sao không sao. Con mũi. Mũi. Ờ thì đây là mũi con bọn em nuôi vào mùa hè. Tính toán thời gian bây giờ chắc cũng lớn rồi. Bây giờ, giờ mùa đông có mũi. Kỳ lạ quá nhỉ. Anh ấy thích nuôi mấy thứ kỳ lạ. Phải phải. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm. Đúng vậy. Lần đầu tiên biểu diễn với cô ấy, tôi đã nhận ra rồi. Lần đầu tiên biểu diễn chung sân khấu. Cậu ấy không nói với em à? Hả? À, em tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thực ra đây cũng không phải việc gì quan trọng. À, bây giờ không còn sớm nữa. Tôi về trước đây. Lâm Dĩ An, bây giờ không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Vậy bọn tôi không tiễn nhé. Được. Em đóng cửa giúp chị. Hứa Nhiễm, tôi có thể kết bạn WeChat với em không? Hả? Được chứ. Được rồi. Vậy phiền em chăm sóc cô ấy giúp tôi. Đi nhé. Bực bội chết mất. Làm giữ em tên ngốc này. Anh đến đây làm gì? Đi đi. Em làm sao thế? Anh lại làm gì em? Em làm sao thế? Nói to thế này, xem ra bây giờ ta lại không nghe thấy. Lần đầu tiên anh và Lý Quả Nhi đứng trong sân khấu là khi nào? Cái gì? Anh lần đầu tiên đứng chung sân khấu với Lý Quả Nhi là khi nào? Năm nhất đại học. Sớm thế à? Sao thế? Vậy hai người biểu diễn chung mấy lần? Anh và Lý Quả Nhi biểu diễn chung mấy lần rồi? Cuộc thi chính thức hai lần. Còn không chính thức thì sao? Vậy thì không nhớ rõ. Luyện tập gì đó không nhớ rõ nữa. Sao thế? Bực chết mất. Anh còn nhớ không rõ?
biểu diễn chính thức hai lần, không chính thức không nhớ rõ, luyện tập không nhớ rõ, ngày nào cũng ở bên nhau, còn làm gia sư của chị ấy, từng chính thức tỏ tình nữa. Bực chết đi được. Sao anh đáng ghét thế? Hứa Nhiễm, em ghen à? Sao em có thể ghen được? Trời ơi, anh đừng có kéo em. Hứa Nhiễm, anh đừng lại đây. Có phải em ghen không? Em ghen à? Sao anh nói to thế? Anh không nghe thấy đâu, phải không nghe thấy? Đồ ngốc. Em ấy ghen thật rồi. Cậu biết họ bên nhau rồi, sao còn kết bạn WeChat với em ấy? Đều học chung một trường, kết bạn WeChat thì đã sao? Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn là câu nói đó. Đừng động đến Hứa Nhiễm. Cậu si tình thật đấy. Chẳng lẽ cậu lại không à?